Đây là bộ siphon mới. Bây giờ ta tháo ra và lắp vào chậu. Và lắp được thoát nước. Pin nắp ta chú ý cắt răng nắp cho đầy đủ không phải bị nhỏ đi được. Sau đó ta xả nước và để kiểm tra xem có bị dò dỉ nước hay không. Khi ta xả nước, ta kiểm tra các đầu nối xem bị rò nước không. Không có. Tôi vừa chia sẻ với các bạn cách lắp xi phông chậu rửa tay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.